thua Uzbekistan, còn cơ hội nào cho đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Paris 2024? Thất bại trước đội tuyển nữ Uzbekistan khiến cánh cửa đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại thứ Olympic Paris 2024 đã gần như khép chặt cho dù phía trước vẫn còn 2 trận đấu nữa. Nhật Bản quá mạnh và đã được chứng minh khi họ thắng đậm Ấn Độ với 7 bàn không gỡ. Thực tế trước khi bước vào vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là hướng đến vị trí thứ nhì bảng C để hy vọng tranh một suất nhì duy nhất ở ba bảng để tiến vào vòng play-off. Điều kiện được đặt ra là thầy trò ông Mai Đức Chung phải thắng 2 trận trước Uzbekistan và Ấn Độ, đồng thời không thua quá đậm trước Nhật Bản ở lượt cuối. Tuy nhiên, hy vọng tiến vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển nữ Việt Nam đã trở nên mong manh hơn sau khi nhận thất bại trước Uzbekistan ở trận mở màn. Một chút tiếc nuối cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung khi thua sát nút đối thủ trong trận đấu mà Huỳnh Như một lần đưa bóng đến cột dọc trong lúc có một số cơ hội ăn bàn rõ nét khác lại không tận dụng được. Dù vậy, đây cũng có thể gọi là chiến thắng xứng đáng của chủ nhà Uzbekistan khi họ triển khai thế trận hợp lý. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 2 trận ở phía trước. Về lý thuyết, Huỳnh Như và đồng đội vẫn có thể giành vé dự vòng play-off nếu như thắng cả 2 trận đấu còn lại. Phải khẳng định, chỉ có thể thắng cả 2 trận, thậm chí phải thắng đậm thì đội tuyển nữ Việt Nam mới mở rộng cánh cửa đi tiếp. Dù vậy, đây được coi là nhiệm vụ bất khả. Cho rằng bất khả thi là bởi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn hướng đến một trận thắng đậm trước Ấn Độ. Nhưng việc đặt mục tiêu 3 điểm trước đội tuyển nữ Nhật Bản là gần như không thể. Đội bóng xứ mặt trời mọc quá mạnh, sở hữu đẳng cấp và trình độ chuyên môn vượt trội hơn rất nhiều so với đoàn quân của ông Mai Đức Chung. Việc hạn chế bàn thua cũng là chuyện khó đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Dù chỉ có thể hy vọng trên lý thuyết nhưng người hâm mộ vẫn muốn chứng kiến các học trò ông Mai Đức Chung ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình. Lịch thi đấu lượt 2 ngày 29 tháng 10 17 giờ 0 phút, đội tuyển nữ Ấn Độ vs đội tuyển nữ Việt Nam. 19 giờ 0 phút, đội tuyển nữ Uzbekistan vs đội tuyển nữ Nhật Bản.